Hello mọi người, một ngày mới. Và mấy hôm qua thì mọi người hẹn nhau là 10 giờ đi ăn sáng. Nhưng mà bây giờ đến 11 giờ rồi thì chắc là mình sẽ đi qua bên khách sạn mà Eddie Vũ ở để đón Eddie Vũ, sau đó thì sẽ đi ăn rồi đi uống cà phê rồi thế nào. Thì mọi người hãy stay tuned với video này để biết được thêm là mình với cả Eddie Vũ sẽ làm gì khi ra Hà Nội. Ok. Yo yo yo. Hello, what's up? Đó là để cắt cốp đâu. Này real chứ lại fake cho mang hồn đúng không? Chà đi. Okay. Mà thấy con mắt của tôi ra no one. Bây giờ mình sẽ đi ăn bún chả. Okay, bún chả nhá. Mua không? Rồi không được mua nhá. Đúng không? Ừ, không có. Ra anh đi trong đây cũng ít của công an. Ok. Ai dầu, mắt tính Louis Vuitton. One million. Lên gác ngồi không anh? Lên gác ngồi điều hòa. Có đôi nóng. Dạ. Lên lầu, lên lầu. Anh ăn mấy năm trước rồi à? Mới nhìn khác Sài Gòn quá à. Bữa nó xa Sài Gòn nha. Anh em quay đâu à? Bữa chả Sài Gòn nha anh. Em ăn muốn chả Sài Gòn chưa? Chưa. Anh téo ăn một nồi tí. Nhà ngon không? Cái gì? Ăn ở đấy ngon không? Xong đi cà phê à? Dạ, xong đi cà phê trứng. Cà phê trứng nổi tiếng ở Hà Nội. Cà phê trứng hả? Nổi tiếng luôn. Đúng rồi, nổi tiếng. Đây 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 đây. Mới mới rồi dưới có gì vậy? Mới mới rồi dưới có gì vậy? Dưới đâu có gì đâu. Tập tới 5 giờ đó rồi. Vậy anh lấy một miếng bún này, xong rồi chấm ở đây, còn bún, đúng không? Nem em, nem em. Cảm nhận luôn. Chuẩn rồi, dạ. Béo mà. Má nó dùng ngon. Ngon á? Ngon hay ngon. Còn thác. Ngon không anh? Ngon không? Ngon em. Quá đã. Mơ trai. Mơ trai rồi. Chị số mấy à? Số 1 hàng mạnh. Hay gì? Số 1 hàng mạnh. Mạnh. Mạnh mạnh. Mạnh. Số 1 hàng mạnh. Ok. Cà phê trứng là địa chỉ không anh? Cà phê trứng đó. Em không nhớ, nhưng mà ở Nguyễn Hữu Huân. Trời ơi. Nói ngủ dậy bơi ở.
mới đặc điểm là đầu các bạn. Là mấy cái tâm á, không bao giờ được cái đầu nhỏ, nó làm cái đầu vuông vuông trong nghề không à. Không phải những đầu nhỏ như là cái tâm mình chỉ đang ở nhà hay trong Sài Gòn. Lại có một điểm á, là khi mà bán nước ở Hà Nội á, là người ta cho ít đá lắm, người ta cho một hai cục à. Sài Gòn là đầy đầy cái ly luôn á. Đầy cái ly hả? Ừ, cũng khác luôn. Lúc lần nào đâu đó mình phải xin thêm đá. Dạ. Hello mọi người, và hiện tại thì mình đang ở cà phê Già. Đây là Andy. What's up? Hôm nay thì cho Andy đi uống cà phê trứng. Ai còn đây? Alo. Alo. Dạ, bây giờ mình sẽ cho các bạn coi một đoạn cinematic một lần nữa, những món đồ mình cần khắp. Đó hồi mình sẽ vô khắp, mình sẽ vô cái tiệm Dior, mình hỏi ở đây có bán cái đôi giày Dior, mình sẽ mua với giá là 2.000 đô thôi, nó bán mắc hơn đéo mua. Rồi, mình nghe anh Vũ đang ở Hồ Gươm các bạn. Phố đi bộ. Hôm nay thì sẽ quay một vài cảnh áo cho anh Vũ thôi, quay một vài sản phẩm. Đúng rồi. Sản phẩm cho anh Vũ. Mình thì ở đây là mình có quay cho shop với lại một vài cái local brand nữa. Các bạn nào hứng thú, check me out. Check out. Yeah. Quên mất mọi người, mình không bây giờ đang có trang ai Dior các bạn, mình sẽ vô Dior, mình sẽ hỏi có bán cái đôi Jordan 1 không, với giá 2.000 đô thì theo mình mua, còn mắc quá thì mình không mua. Thì sẵn ở đây chụp sản phẩm cho một cái local brand nữa. Hôm nay anh Vũ mặc gì nhỉ? Gì? Hôm nay anh Vũ mặc gì nhỉ? Mình mặc áo một trong những cái local brand mà cái đó là đắt đỏ tuyệt vời nhất của hệ mặt trời tại Việt Nam với các bạn, ABG là Andy Vũ Gang. Quần? Quần thì quần tây mình mua ở trong Việt Tiến á. Vậy dài là MX Multicolor cái bản limited, sản xuất only bên Nhật. Áo anh có giá bao nhiêu tiền nhỉ? Áo anh có giá 500.000, không bớt, không sale và không return. Áo do anh sản xuất à? Đúng vậy à. Anh cảm thấy nhau về chiếc áo của mình? Tuyệt vời em. Nó có thể phản quang cho bóng tối nữa. Wow. Đủ máu cặp quay chỉ xét cho các bạn. Thôi mà các bạn cái này cái quay không? Không quay lắm. Không quay lắm hả? Dạ. Quay bình thường, đủ chút mà đủ cho hai người. Okay. Phố đi bộ điện thoại dạo này rất là nóng. Chỉ đi phát nữa. Có thấy không? Ồ, oh, dạ. Nhìn từ xa biết có loại lộn nó phát. Thế đôi này gì ta? Đôi này real em. Các bạn có một điều đó là Hà Nội rồi mình thấy là mang giày fake nhiều phải lùn luôn mà. Chứ đừng dầm là biết rồi, không phải fake loại 1 nữa, fake loại 3 luôn á, tại phải cạnh. Nói vậy độ mang giày fake mà nhìn thì khó biết thì Sài Gòn là dữ lắm. Còn Hà Nội là nhìn dễ biết quá. Tại thì đang mình mấy anh em vào chắc biết đâu, mình lại nghĩ Hà Nội nó sát với Trung Quốc. Đúng không? Và những cái gì hàng nó qua đây chứ. Thì ok. Rồi chỉ đi phát là mình thấy FS1 là thấy Hà Nội hơi bị nhiều quá các bạn. Đó đang nghỉ ở McDonald's để quán nữa thì quay lúc mấy cảnh cho anh Vũ. Ngồi đây xuống. Ngồi Pepsi, ngon như Pepsi nhỉ? Ngồi đây xíu, lát hồi mình sẽ quay cái concept là Sài Gòn Hà Nội cho một cái local brand các bạn. Thật sự là người ta chỉ kêu mình quay thôi và chụp hình bình thường thôi, clip 5-10 giây thôi. Nhưng mà không, mình là một người mà một khi mình làm chuyện gì đó là phải ra cái nào và cái đó. Cho nên mình sẽ quay một clip đủ má đỉnh tới lộn. Thôi cái số tiền người ta bỏ ra cho mình là tại vì mình thích cái công việc này, mình thích cái nghệ thuật và mình tôn trọng những gì đẹp. Đây là đang ở McDonald's Hồ Gươm. Hello mọi người, mình thì vừa mới tắm xong, nói chung là mấy anh em vừa đi quay các thứ về xong rồi đưa anh Vũ qua mấy nơi ấy. Bây giờ mình đang đón anh Vũ ở khách sạn. Sau đó thì hôm nay anh Vũ muốn đi ăn nướng, chắc là mình sẽ đưa anh Vũ và mấy anh em đi ăn nướng. Đây, đây là khách sạn anh Vũ đang ở. Chắc độ khoảng một lát nữa thì sẽ xuống thôi. Vì mấy lúc mình gọi thì thấy bảo là đang tắm. Hình như chỉ mỗi phòng nhất kia rồi. Thế như là ở cái phòng duy nhất một sáng kìa, bởi vì khách sạn ở trên phố cổ tao này ấy là nó gọi là
là do là khách sạn phố cổ dạo này nó thực ra là không có khách nước ngoài, cấm biên, cho nên là khách nước ngoài không thể nào mà đến được, cho nên là chỉ có Only Việt Nam, và hầu như là đa phần ấy là tất cả những cái khách sạn đều bị đóng cửa. Cho nên là có một số khách sạn thì mình nghĩ khách sạn này chỉ duy nhất mình anh Vũ ở phòng này thôi. Mình nghĩ là bạn hãy cùng đợi một chút để anh Vũ xuống. Đây kìa, một chiếc nè. Ủa, bản số Sài Gòn đủ quá kìa. Được, được chiếc đó. Cầm lấy đi, điều phố lộn nhà rồi. Chậm như chó vậy. Đúng á, ngoài Hà Nội ai cũng chạy xe chậm hết đó. Trong Sài Gòn ai cũng chạy lẹ. Chậm nó an toàn. Hà Nội sao ở lộn, Hà Nội sống chậm, Sài Gòn sống là sống vội. Anh có ý đi bốc bốc đồ à? Không luôn. Đồ 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 đồ